Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, vậy tại sao Khương Đại Vệ, Nhĩ Đông Thăng và Tần Bái lại có ba họ? Như mọi người đều biết, ngành giải trí luôn là một vòng tròn, mối quan hệ giữa con người rối ren và phức tạp. Bởi vì các mối quan hệ như người yêu cũ, kẻ địch tình cảm, khi một số người được đặt cùng nhau, một mạng lưới quan hệ phức tạp liên kết dễ dàng hình thành. Nhưng ngoài những câu chuyện tình cảm đầy máu và nước mắt, trong ngành giải trí cũng có một phần người thực sự có mối quan hệ máu thịt. Ví dụ như đôi anh em dường như không thể tin được là anh em ruột, Trương Phi, một người trông rất hùng hậu, và Phí Ngọc Thanh, một người trông rất lịch thiệp. Và ba đại ca của giới giải trí Hồng Kông, Tần Bái, Nhĩ Đông Thăng và Khương Đại Vệ, cũng là anh em ruột. Mặc dù họ đều sinh ra từ cùng một người mẹ, nhưng tại sao ba người lại có ba họ khác nhau? Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá lý do trong đó. Năm 1930, cô bé Hồng Vi chỉ mới 12 tuổi đã cùng anh trai gia nhập đoàn kịch Vũ Nghệ, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình từ đó. Tổ tiên của Hồng Vi là dòng họ quý tộc Bát Kỳ, và chính cô cũng là hậu duệ của dòng dõi Mãn tộc. Dù sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhưng cuộc sống của cô không dễ dàng. Gia đình trải qua thời kỳ suy thoái, cuộc sống rất khó khăn. Để cải thiện hoàn cảnh gia đình, cô đã phải gánh vác trách nhiệm của cuộc sống từ rất sớm. Hồng Vi đã chọn trở thành một nghệ sĩ và chọn cho mình một nghệ danh là Hồng Vi, trở thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trên bến Thượng Hải. Sau đó, cô kết hôn với diễn viên Nghiêm Hóa. Nghiêm Hóa, ban đầu tên gọi là Khương Khắc Khí, đã trở nên nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim Tam Tiếu, trở thành một nam diễn viên nổi tiếng. Sau đó, anh đã gia nhập nhiều công ty phim ảnh nổi tiếng tại Hồng Kông, liên tục tham gia vào hơn 10 bộ phim và nhận được nhiều lời khen ngợi, trở thành một diễn viên nổi tiếng với cả diễn xuất và đánh giá từ khán giả. Sau khi kết hôn, hai người nuôi dưỡng 8 đứa con. Trong số đó, có 2 đứa con trai lần lượt được đặt tên là Khương Sáng Niên và Khương Vĩ Niên. Thật đáng tiếc là vào thời điểm đó, việc sống sót không dễ dàng như vậy, chỉ còn 4 đứa con sống sót sau khi lớn lên. Trong thời đại đó, tình hình không ổn định và Thượng Hải cũng không phải là ngoại lệ. Năm 1947, hai vợ chồng đã trải qua nhiều sóng gió để đến Hồng Kông tìm kiếm cơ hội phát triển. Sau khi đến Hồng Kông, Nghiêm Hóa và Hồng Vi quyết định tiếp tục làm diễn viên. Mặc dù chuyển đến Hồng Kông, nhưng cặp vợ chồng này vẫn thành công bằng sức mạnh của bản thân, liên tục hợp tác với các công ty như Thiệu Thị, Thái Sơn và tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm. Hai vợ chồng đều bận rộn với công việc, nên tự nhiên đã đưa con cái đến bên cạnh. Do đó, các đứa con từ nhỏ đã chơi đùa, lớn lên tại các địa điểm quay phim. Dưới ảnh hưởng của bố mẹ, họ cũng phát triển niềm đam mê sân khấu mạnh mẽ. Thường xuyên ở lại trường quay, cặp anh em này thường xuyên đóng vai phụ trong một số vai nhỏ trong phim cũng là chuyện bình thường. Có lẽ chính vì kinh nghiệm từ thời thơ ấu, sau này cả hai anh em Khương Sáng Niên và Khương Vĩ Niên cũng đã bước vào con đường nghệ thuật. Cha mẹ có sự nghiệp thành công, các con đều đáng yêu và ngây thơ, gia đình này nên sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, việc quay phim, biểu diễn kéo dài đã làm cho Nghiêm Hóa mệt mỏi không chịu nổi, cơ thể của anh cuối cùng đã không chịu nổi. Vào năm anh 35 tuổi, được phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Sau đó, liệu pháp không hiệu quả, anh đã qua đời tại Hồng Kông. Một gia đình hoàn chỉnh đã tan vỡ, Hồng Vi phải một mình nuôi 3 đứa trẻ, điều này không phải là điều dễ dàng đối với cô. Một năm sau đó, cô lại kết hôn với nhà sản xuất Nhĩ Quang. Nhĩ Quang, ban đầu sống tại Thâm Dương, cũng chỉ chuyển đến Hồng Kông vào những năm 1940 của thế kỷ trước. Anh ta có vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí Hồng Kông, các hãng phim như Thiệu Thị, Quốc Thái cũng đã mời anh làm nhà sản xuất, và đạo diễn nổi tiếng Lý Hàn Tường cũng được anh tuyển dụng. Gia đình anh ấy cũng rất nổi tiếng ở Thâm Dương, sau đó cả gia đình, hàng chục người, đều chuyển đến Hồng Kông, cho thấy sức mạnh tài chính của gia đình anh ấy. Cả anh em trong gia đình Nhĩ Quang cũng đều liên quan đến ngành điện ảnh, cho thấy để thành công trong một ngành giải trí phức tạp, việc có một nền tảng gia đình mạnh mẽ là vô cùng quan trọng. Năm 1957, con trai của Hồng Vi và Nhĩ Quang được sinh ra, họ đặt tên cho đứa bé là Nhĩ Đông Thăng. Mặc dù có cùng mẹ khác cha, nhưng ba anh em vẫn rất thân thiết. Năm 1960, khi 25 tuổi, Khương Sáng Niên quyết định tiếp tục học hành, trong khi em trai Khương Vĩ Niên đã bước vào ngành giải trí và đổi tên thành Khương Đại Vệ. Vào thời điểm đó, phim võ thuật Hồng Kông đang thịnh hành.
Để mở ra cơ hội trong lĩnh vực diễn xuất, Khương Đại Vệ đã trở thành học trò của Lưu Gia Lương, là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng, và học võ Hồng Quyền từ ông. Sau đó, anh đi cùng với thầy làm một nhà quản lý võ thuật trong nhóm sản xuất phim, và dần dần có được một chút danh tiếng. Năm 1965, Khương Sáng Niên ký hợp đồng với một công ty phim ảnh tại Đài Loan và cũng bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Không lâu sau đó, ông được đạo diễn nổi tiếng Lý Hàn Tường chú ý và tham gia diễn xuất trong các bộ phim. Đạo diễn còn đặt cho ông một nghệ danh là Tần Bái. Năm 1966, hai anh em Tần Bái và Khương Đại Vệ cũng cùng hợp tác trong một bộ phim mang tên Những Hòn Sỏi Cát. Năm 1968, Khương Đại Vệ được giao vai đóng thế thân trong nhóm sản xuất phim. Với sự chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc, anh được đạo diễn Trương Triệt đánh giá cao, từ đó anh có cơ hội ký hợp đồng với hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ. Năm 1970, Tần Bái cũng từ Đài Loan trở về Hồng Kông, và anh theo đuổi sự nghiệp tại Thiệu Thị Huynh Đệ cùng em trai. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tần Bái còn trẻ trung và không đủ mịn màng trong giao tiếp. Không lâu sau khi gia nhập Thiệu Thị Huynh Đệ, do không đồng ý với một số phương pháp hoạt động của công ty, hai bên đã có mâu thuẫn và sau đó anh rời khỏi công ty. Trong khi đó, em trai Khương Đại Vệ dưới sự hướng dẫn của Trương Triệt đã có được nhiều tài nguyên xuất sắc, đảm nhiệm vai nam chính trong nhiều bộ phim võ hiệp, trở thành một ngôi sao võ thuật rực rỡ nhất thời đại. Từ khi rời khỏi Thiệu Thị, sự nghiệp diễn xuất của anh trai Tần Bái không có bước tiến, thậm chí còn bắt đầu đi xuống. Anh đã tham gia hai công ty khác nhau và chuyển sang làm việc trong ngành truyền hình. Năm 1975, anh trai Tần Bái vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong ngành, trong khi em trai Khương Đại Vệ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất. Trong khi đó, Nhĩ Đông Thăng, em út trong gia đình, đã từ bỏ cơ hội đi du học nước ngoài để trở thành một diễn viên. Không ngờ sau nhiều năm, cả ba anh em đều gia nhập ngành giải trí. So với anh trai, con đường của Nhĩ Đông Thăng trôi chảy hơn một chút. Mặc dù lúc mới gia nhập Thiệu Thị, anh cũng bắt đầu từ vai phụ nhỏ, nhưng sau đó anh được đạo diễn Sở Nguyên chú ý và tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim. Vào những năm 1970, đó là thời điểm vàng của sự phát triển của điện ảnh Hồng Kông. Hai anh em Tần Bái và Khương Đại Vệ hợp tác mở một công ty, trong khi Nhĩ Đông Thăng làm biên kịch cho công ty của hai anh em. Năm 1981, cả ba anh em cùng hợp tác sản xuất bộ phim võ thuật hài hước Miêu Đầu Ngư. Năm 1985, Thiệu Thị ngừng sản xuất phim và Nhĩ Đông Thăng cũng đã trở lại tự do, dần dần chuyển sang làm đạo diễn, sau đó anh đã nhận được nhiều giải thưởng. Dưới sự giúp đỡ của em trai, Tần Bái đã tái nhập ngành điện ảnh và giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Mã và giải thưởng Kim Tượng. Từ năm 1974, Khương Đại Vệ cũng bắt đầu thử sức trong việc làm đạo diễn phim. Với sự nghiệp đồng thời là diễn viên và đạo diễn, anh cũng rất thành công. Ba anh em không chỉ giúp đỡ nhau trong sự nghiệp mà còn có mối quan hệ tốt trong cuộc sống cá nhân, thường xuyên tổ chức các buổi sum họp gia đình. Năm 2011, mẹ của họ, Hồng Vi, qua đời ở tuổi 93. Tất cả ba anh em đều thành công trong sự nghiệp, cho thấy sự giáo dục của Hồng Vi đã rất thành công. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.